Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay Mickey Studio vừa về mẫu H9 mới nhất năm 2022. Thì bên em sẽ test qua chất lượng âm thanh của bộ sản phẩm này, nhân tiện mang đi chơi cho anh chị, để anh chị cảm nhận về chất lượng của mẫu H9 mới nhất này với Micro Nuzing 5200 nhé. Qua một ca khúc có tựa đề Cả một trời thương nhớ. Cần một người đàn những ngón tay, cần một bờ vai ấm cho em ngủ say. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi, cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, xin bình buông lời những tiếng yêu hờn, để lại một trời nhớ thương, cả một trời nhớ thương. Ok, em sẽ giới thiệu qua lại một loạt các tính năng ưu điểm của dòng H9 này. Ưu điểm đầu tiên là nó có những cái hiệu ứng tiếng cười vỗ tay để cho anh chị có thể vui nhộn trong quá trình livestream. Rồi, tiếp theo là nó có thể thay đổi giọng nói người già trẻ con nhé. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cái giọng này mà nồng tiếng thì rất là hay. Tiếp theo nữa là nó sẽ có pin để cho anh chị có thể mang đi chơi, mang đi du lịch, và nó có thể kết nối với điện thoại, mở nhạc bằng Bluetooth, cũng như là thiết kế của nó với dải đèn led RGB rất là đẹp, cũng như các nút vặn của nó thì nó đã được mạ chrome, nhìn rất là tinh tế, nó không bị phèn như dòng H9 cũ nhá. Anh chị có nhu cầu về cái bộ sản phẩm H9 mới nhất năm 2022 với Micro Nuzing 5200 thì hãy liên hệ trực tiếp với Mickey Studio qua số điện thoại 0974555585 hoặc website mickeystudio.com.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.